Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 274 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ra khỏi Lam Ti. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, khi mà Vương Lâm đưa Lý Thiến Mai đến cái Lam Ti Tộc thì được cái ông Lam Mộng Đậu Tôn cứu sống rồi. Nhưng mà cô ta đã quên tất cả ký ức về Vương Lâm rồi. Sau đó thì Vương Lâm quyết định rời khỏi Lam Ti Tộc trở về. Nhưng mà khi rời khỏi Lam Ti Tộc thì hắn không ngờ phát hiện ra là có người theo dõi mình. Thì hắn sử dụng 5 cái bổn nguyên dung hợp lại vào trong mắt mà nhìn thì mới phát hiện được cô gái đó. Chứ nếu bình thường dùng thần thức cỡ nào cũng không thấy luôn. Do đó mà hắn ta mới trở về cái hành tinh của Lam Ti Tộc mà tu luyện. Vì theo hắn đoán thì cô gái này có kiêng kỵ gì đó với Lam Ti Tộc, với Lam Mộng Đậu Tôn, do đó không dám vào. Sau đó thì Vương Lâm ở đây tu luyện thời gian thì không ngờ Lam Mộng Đậu Tôn vì trả ơn đó mà giúp cho hắn, hướng dẫn kêu bằng cho hắn 3 cái đạo thần thông dạy cho hắn. Thì Vương Lâm lúc này trong thời gian mấy tháng này hắn đang tu luyện những cái thức thần thông này, dần dần có cảm ngộ. Nhưng mà những cái thức thần thông này mà Vương Lâm học á, ngoài có thể học ra đánh nhau ra, còn có thể ẩn chứa một cái thứ gì đó khiến cho Vương Lâm có thể bước vào cái bước thứ 3. Thì những cái thức thần thông này cũng là một cái thâm ý gì đó của Lam Mộng Đạo Tôn đưa cho Vương Lâm. Theo hào quang tiêu tan, ánh mắt Vương Lâm lại một lần nữa nhìn vào thanh kiếm băng và tiểu cầu lốc xoáy vẫn còn y như lúc Lam Mộng Đạo Tôn rời khỏi, chưa hề biến hóa, đang trôi nổi giữa không trung. Nhìn hai vật này, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. 3 thức thần thông chỉ còn lại có một đạo thuật cuối cùng này. Tay phải hắn túm một cái, tiểu cầu lốc xoáy kia bay tới, bị hắn giữ ở giữa hai ngón tay, hai mắt như đuốc nhìn vào. Tiểu cầu lốc xoáy này là Lam Mộng Đạo Tôn lấy đạo thuật dung hợp vào, ngưng tụ ra một thần thông so với Hồ Phong Hoán Vũ còn hùng mạnh hơn, hóa thành một giới. Sức mạnh ngưng tụ dung hợp này chính là đạo thuật mà Lam Mộng Đạo Tôn truyền thụ cho Vương Lâm. Cẩn thận quan sát tiểu cầu giữa hai ngón tay, trong mắt Vương Lâm dần dần xuất hiện 5 đạo bổn nguyên. 5 đạo bổn nguyên tuần hoàn lẫn nhau, xoay tròn bên trong đồng tử quán. Những tia khí vô hình từ bên trong tiểu cầu tán xuất ra, bay thẳng đến hai mắt của Vương Lâm. Dần dần tiểu cầu kia càng ngày càng nhỏ đi. Mấy ngày sau, tiểu cầu lốc xoáy này hoàn toàn tiêu tan. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm thụ. Đạo thuật cùng với thần thông hoàn toàn khác nhau. Thần thông cũng được, mà pháp thuật cũng được. Đều là những loại có thể nói rõ ràng, có thể nói rõ hình thái. Bất luận là tấn công hay phòng thủ cũng có thể nhìn ra. Như là Phiên Thiên Ấn, như Quan Ảnh Thuẫn, hết thảy đều có thể nhìn thấy được. Là những thuật có thể hóa thành hình thái. Nhưng đạo thuật lại vô hình vô ảnh, là một loại dị thuật không thể nói rõ ràng. Đạo thuật mà cả đời Vương Lâm tiếp xúc qua, sớm nhất là đạo tiêu của lão già ở bên trong thất thải giới kia. Thuật này không thể chống cự, nếu dưới đạo tiêu thuật này không phải là cực cảnh cùng với thiên nghịch, Vương Lâm cũng không thể chống cự. Lần thứ hai tiếp xúc với đạo thuật là sau mấy năm dưới sự giúp đỡ của chủ nhân phong giới tiến nhập vào trong đạo cảnh, hiểu ra được một đạo thuật riêng của mình. Thuật này cũng không thể nói rõ ràng mà cũng không đầy đủ, nhưng có thể khiến cho đạo niệm của Vương Lâm biến hóa ra một gợn sóng quỷ dị, đã thương địch thủ một cách vô hình. Ở bên ngoài cái khe chiến trường của Yêu Tông, trưởng lão của Yêu Tông bất tri bất giác bị thương, cho thấy điều đó. Lúc này là lần thứ 3 hắn tiếp xúc với đạo thuật, tâm thần chìm đắm trong một trạng thái kỳ dị. Trong trạng thái này, hắn mơ hồ có một loại ý thức có thể thay đổi bất cứ một loại thần thông hay vật chất gì. So với hai thần thông trước, đạo thuật này đối với Vương Lâm mà nói, dường như phải rất lâu mới có thể hiểu ra. Đạo thuật thông thường đều như vậy, nếu hiểu được thì thôi, nhưng nếu không hiểu được thì 1000 năm, 10 vạn năm cũng không thể nào hiểu được. Nhắm hai mắt lại, tay phải của Vương Lâm túm vào hư không, thanh kiếm băng kia lập tức bay tới, rơi vào trong tay của Vương Lâm. Hắn cầm thanh kiếm này vẫn không hề mở mắt ra, nhưng mà theo cảm giác, cái hắn đang nắm giữ không phải là một thanh kiếm mà là một đám mây. Theo hắn cảm nhận, từ bên trong tinh thể băng kia truyền ra âm thanh tanh tách. Trên đó bất chợt có rất nhiều vết nứt xuất hiện. Một lát sau, âm một tiếng tan vỡ, hóa thành những mảnh băng. Những mảnh băng này vần quanh tay phải của Vương Lâm, trong lúc xoay tròn, hòa tan một cách quỷ dị, trở thành những giọt nước mưa. Nước mưa tạo thành lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn rồi tiêu tan, trở thành sương mù. Đám sương mù này như là một cơn lốc nhỏ gào thét trong tay phải của Vương Lâm. Dần dần sương mù tiêu tan, còn lại một đám mây trắng. Tay Vương Lâm nắm lấy đám mây trắng này vung về phía trước. Đám mây này chậm rãi bay lên không, hướng về phía xa xa bay đi. Thuật này có thể dung hợp thần thông. Lúc này thuật đầu tiên mà ta muốn dung hợp chính là xúc địa thành thốn. Thần thông này mặc dù mạnh, có thể di chuyển ngay lập tức trong tinh không vô tận, nhưng lại có một điểm trí mạng, đó chính là một khi thiên địa nguyên lực bị rối loạn thì sẽ không thi triển được. Nữ tử áo trắng ở bên ngoài Lam Ti tộc kia, chỉ khi nào ta hoàn toàn có thể bỏ qua nàng ta, ta mới có thể tung hoành bên trong thái cổ tinh thần này được. Hấp thụ đủ hương hỏa sẽ khiến cho 5 đạo bổn nguyên của ta có thể đại thành. Lửa của hỏa tước tộc, sấm sét của thiểm lôi tộc, hết thảy những thứ này đều để nuôi dưỡng cho bổn nguyên của ta đại thành. Thậm chí ấn ký của thái cổ tinh thần trên bi tâm này cũng có chỗ kỳ bí nữa, dường như có thể cắn nuốt lẫn nhau, không ngừng đạt tới sự tiến hóa hoàn mỹ. Ta cũng muốn biết trưởng tôn đại âm mưu kia thuộc về bộ tộc thái cổ nào. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, bên trong không gian trữ vật của hắn có nguyên thần của trưởng lão Nguyệt tộc, hết thảy đáp án có thể tìm được trên nguyên thần của lão già này. Thời gian trôi qua, gió xuân trên Lâm Ti tộc thổi qua mặt đất, vạn vật khôi phục, cỏ xanh tràn ngập, hương thơm mờ ảo, ngay cả bầu trời cũng trong xanh thăm thẳm, rất lâu không thay đổi. Trên đỉnh núi chỗ của Vương Lâm, trong mấy tháng này sau khi hắn đã hiểu ra sự dung hợp, tới một ngày hắn tự trong nhập định thức tỉnh. Dưới sự dung hợp của đạo thuật, xúc địa thành thốn của Vương Lâm không ngừng dung hợp với đất trời, còn dung hợp với thân thể của hắn hóa thành một thể. Nhất là ý định dịch chuyển của hắn, ý niệm không gian cùng với trời đất chồng lên nhau, đem xúc địa thành thốn không ngừng thúc đẩy tới một biến hóa cực lớn. Ngay khi mở hai mắt ra, trong hai mắt Vương Lâm có mây khói cuộn lên, khúc xạ bầu trời xanh thẳm, còn ứng chứa cả vũ trụ tinh không. Sơ hở của xúc địa thành thốn chính là khi dung nhập mà thiên địa không ổn định, nguyên lực biến hóa, khiến cho thuật này bị cắt đứt. Nhưng lúc này dưới đạo thuật của Vương Lâm dung nhập vào, hắn dần dần bù đắp được sơ hở đó. Lấy bản thân như là trời đất, dẫn động thần thông xúc địa thành thốn, thực sự dung nhập vào trong tinh không. Vì bản thân bất biến, cho nên dù nguyên lực bốn phía rối loạn, chỉ cần trời đất bất động thì sẽ không ảnh hưởng đến việc thi triển xúc địa thành thốn. Sự cải biến của loại thần thông này, Vương Lâm vì chính mình mà chuẩn bị. Tay phải hắn hướng về phía trước vung lên, đột nhiên thiên địa nguyên lực bốn phía đỉnh núi lập tức xuất hiện gợn sóng, hóa thành một trận dao động. Ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống nơi này cũng lần lượt tan biến. Nếu là trước kia, trong khi nguyên lực đang rối loạn như vậy, hắn sẽ không thể thi triển xúc địa thành thốn. Nhưng lúc này hai mắt Vương Lâm lóe lên, lần đầu tiên đứng lên, bước về phía trước một bước. Trong thời gian ngắn, thân ảnh của hắn giống như là thuấn di, chợt biến mất. Một lát sau, ở vị trí hắn biến mất, Vương Lâm biến ảo hiện ra. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ vui sướng, một lần nữa khoanh chân ngồi ở chỗ cũ, vùng tay áo lên. Thiên địa nguyên lực hỗn loạn ở bốn phía lập tức tiêu tán, khôi phục lại như thường, không tan biến nữa. Thuật này cũng có chút thành công rồi, mặc dù vẫn còn chút khiếm khuyết, vì đem xúc địa thành thốn dung nhập vào trong cơ thể. Trong khi giải trừ được sơ hở, nhưng lại có một hạn chế là tiêu hao nhiều nguyên lực của bản thân hơn. Với tu vi của ta, một mạch có thể thi triển hơn 10 lần xúc địa thành thốn, nhưng sau đó phải nhanh chóng bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Tuy nói như vậy, nhưng đó cũng cực kỳ hữu dụng. Tối thiểu trong lúc này cũng có rất ít người có thể cản trở ta thi triển thuật này. Vương Lâm trong lúc tự nói ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn mơ hồ xuyên thấu qua tinh không nhìn vào bên ngoài Lâm Ti tộc. Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại. Không thể ở lại mãi Lâm Tinh tộc này nữa, thái cổ tinh thần này ta vẫn còn muốn khám phá. Lúc này xúc địa thành thốn đã dung hợp, đã có sức bỏ chạy rồi. Tiếp theo ta muốn đem thần thông toàn thân ta dung hợp một phen, nhất là thuật của Bạch Phàm. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm nhìn lại sở học thần thông cả đời của mình, định thân thuật đã cùng hắn đi suốt cuộc đời, tiên thuật của Bạch Phàm đã mấy lần cứu hắn thoát khỏi nguy cơ. Còn có hai thức tàn dạ lưu nguyệt mà hắn tự nghĩ ra, hiện giờ còn thêm phiên thiên ấn cùng với quan ảnh thuẫn do Lam Mộng Đậu Tôn truyền cho. Hồ Phong Hoán Vũ với sự trợ giúp của Lam Mộng Đậu Tôn đã dung hợp được rồi, thi triển ra công thủ song toàn, nhưng chỉ là dung hợp hai thức thần thông. Nếu ta có thể dung nhập trải độ thành binh vào thì uy lực của nó... Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tim đập thình thịch. Tay phải hắn đưa một ngón lên bầu trời, hai mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị, u quang tràn ngập. Chỉ thấy trên đầu ngón tay, tiểu cầu lốc xoáy do Hồ Phong Hoán Vũ dung hợp thành đột nhiên xuất hiện. Tiểu cầu lốc xoáy này không lớn, nhưng bất cứ một tu sĩ nào chính mắt nhìn thấy cũng đều có cảm giác bên trong đó có ẩn chứa càn khôn. Tiểu cầu lốc xoáy này giống như há cái miệng to, sau khi xuất hiện bắt đầu không ngừng cắn nuốt mọi thứ. Một khi triển khai, chính là một giới. Đây là Lam Mộng Đạo Tôn giúp cho Vương Lâm dung hợp, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào, uy lực vô biên. Tác độ thành binh. Vương Lâm há miệng phun ra phong tiên ấn, ấn này vừa xuất hiện liền có tiếng ầm ầm vang vọng. Theo Vương Lâm vung tay áo, tầng thứ 7 lóe lên, từ bên trong phong tiên ấn chợt có vô số chiến hồn biến ảo hiện ra. Từng trận tiếng gào thét sau đó tràn ngập, nhưng chiến hồn này thường sắc dữ tợn, phát tán ra vẻ hung ác ngập trời. Ở trong đó có không ít người Thái cổ, trong số đó có mấy trăm tu sĩ ở bên ngoài trận pháp phong giới, còn có rất nhiều người của Nguyệt Phệ Tộc, thậm chí tất cả những tu sĩ của Thái cổ tinh thần bị Vương Lâm nuốt trên đường đi, toàn bộ cũng có ở đây. Những tu sĩ của Thái cổ tinh thần trên mi tâm đều có ấn ký lóe ra, lúc nãy biến ảo bên trong phong ấn cũng khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều tâm thần chấn động. Nhìn chăm chăm toàn bộ những sinh linh đã bị hắn giết suốt 2000 năm qua trên phong thiên ấn. Vương Lâm giơ tay trái lên, lập tức bấm quyết, hóa thành rất nhiều ấn ký lần lượt rơi trên phong thiên ấn. Phong thiên ấn này đột nhiên nhanh chóng lóe lên, cùng với tiểu cầu lốc xoáy kia hòa tan. Chỉ là sự dung hợp này mới đầu thì không có gì đáng ngại, nhưng một lát sau liền xuất hiện sự bài xích rất lớn, giống như là thủy hỏa bức dung, hoàn toàn không thể dung hợp cùng nhau được. Vương Lâm nhướng mày, há miệng phun ra tinh khí của nguyên thần, hóa thành một đám sương trắng, đem tiểu cầu lốc xoáy và phong thiên ấn bao vây lại. Lại thêm thần thức tản ra, cưỡng bức cho chúng ở tại một chỗ. Dưới tinh khí của nguyên thần cùng với thần thức, sự bài xích giữa tiểu cầu lốc xoáy và phong thiên ấn kia bị đè nén xuống, cả hai bắt đầu dung hợp. Vương Lâm thủy chung nhìn chăm chăm sự biến hóa này. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần phong thiên ấn đã gần như hoàn toàn dung nhập vào trong tiểu cầu lốc xoáy. Ngay khi trong lòng Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hắn biến sắc, toàn thân không chút do dự nhảy về phía sau, hai tay bấm quyết hướng về phía trước không ngừng vung lên, hình thành vô số tầng phòng hộ. Trong thời gian ngắn, tiểu cầu dung hợp với phong thiên ấn đột nhiên lóe lên, tản mát ra một sức mạnh hủy diệt, ầm ầm nổ tung. Khi nó nổ tung, Vương Lâm đã lui về phía sau rất xa, vung tay áo, tu vi toàn thân điên cuồng lan ra, gắt gao áp chế sự bạo phát của tiểu cầu lốc xoáy này. Cùng lúc đó, thân thể nhoáng một cái, mang theo tiểu cầu lốc xoáy đang muốn nổ tung này, trực tiếp xúc địa thành thốn, xuất hiện trong một vùng tinh không bên ngoài tu chân tinh này, gần biên giới tinh vực của Lam Ti tộc. Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện trong tinh không, tiểu cầu lốc xoáy kia tan vỡ, không còn cách nào ngăn cản, hóa thành một cơn gió lốc, cùng với một vụ nổ chấn động tinh không, đột nhiên truyền khắp cả tinh vực. Tiếng nổ ầm ầm này hóa thành lực xung kích, cuốn lấy toàn thân Vương Lâm, hình thành một sức mạnh hủy diệt không thể nào tưởng tượng được, giống như ở bên trong tinh không dấy lên một cơn sóng lớn. Trong tiếng ầm ầm, một nguy cơ sinh tử trong tâm thần Vương Lâm điên cuồng tràn ngập. Hắn không chút nào do dự, vung hai tay lên, hào quang vô tận biến hóa trong tinh không, lao thẳng đến thân thể hắn. Một quang ảnh rất lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân thể Vương Lâm, vừa kịp lúc sức mạnh hủy diệt trời đất kia tới gần, va chạm với quang ảnh bên ngoài thân thể của hắn. Ầm ầm không ngớt, tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ sức mạnh hủy diệt giờ phút này đều nhằm về phía của Vương Lâm. Nhưng ngay khi đụng phải quang ảnh kia, hào quang trên đó kinh thiên chói mắt, đã xuất hiện một luồng sức mạnh phản xạ. Ánh sáng phản xạ, ánh sáng chiết xạ. Dưới sự phản xạ này, sức tấn công hủy diệt hung mãnh lao tới kia đột nhiên dừng lại, và chạm với quang ảnh này, liền lập tức bị phản xạ lại, lao thẳng ra bên ngoài tinh vực chỗ của Lam Ti tộc, hướng ra tinh không vô tận. Tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục vang vọng, phải sau nửa nén hương mới từ từ tiêu tan. Quang ảnh biến mất, Vương Lâm mang theo nụ cười khổ, lộ thân ảnh ra. Ở phía trước người hắn, tiểu cầu lốc xoáy đã tách ra khỏi phong tiên ấn, bay ra một bên, phát ra u quang. Thuộc dung hợp này cũng không tránh khỏi có một chút nguy hiểm mà. Vẻ cười khổ của Vương Lâm càng đậm, không ngờ cưỡng ép dung hợp lại gặp phải sức tấn công kinh người như vậy. Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Vương Lâm đang ở trong tinh không, nhìn chăm chăm tiểu cầu lốc xoáy kia, trong mắt dần lộ ra vẻ không cam lòng. Một lát sau mắt của hắn lóe lên tinh quang, há miệng hút một cái. Phong Thiên Ấn lập tức bị thu vào trong miệng. Ngay sau đó hắn giơ tay phải lên, túm vào hư không một cái. Tiểu cầu lốc xoáy kia lập tức rơi vào trong tay, bị hắn bóp một cái, đột nhiên tiêu tan. Cùng lúc đó u quang bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên lóe lên, tràn ngập toàn thân hắn. Theo tâm thần Vương Lâm khẽ động, u quang kia lập tức bạo tăng, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài điên cuồng đẩy ra. Trong nháy mắt đã tràn ngập ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng không ăn nhập với ngoại giới, giống như một giới khác được mở ra. Thực tế chính xác là như vậy. Hồ Phong Hoán Vũ cùng với Hồ Phong che trời, Hoán Vũ phủ đất tự tạo thành một giới. Trong phạm vi ngàn trượng không có một chút thiên địa nguyên lực nào, toàn bộ đều chỉ có ý niệm của Vương Lâm. Trong ngàn trượng này, hắn chính là chủ nhân của giới này. Nếu cưỡng ép dung hợp không được, thì phải đổi cách khác rồi. Vương Lâm ở bên trong giới ngàn trượng, há miệng phun ra phong tiên ấn, dùng cách này để tồn tại bên trong giới của Hồ Phong Hoán Vũ. Ngay khi phong tiên ấn xuất hiện, lập tức có một sức mạnh bài xích điên cuồng truyền ra. Sức mạnh này rất lớn, có thể gần tương tự với sức mạnh lúc ở trên Lam Sơn. Dưới sức mạnh bài xích kinh thiên này, từ bên trong phong tiên ấn truyền ra tiếng ầm ầm, giống như không thể chịu đựng được, đột nhiên xuất hiện vết nứt. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Trong lúc hắn do dự, những vết nứt trên phong tiên ấn chợt ngày càng nhiều, vô số chiến hồn ở bên trong lại đang gào thét không ngừng, giống như gặp phải ngày tận thế. Phong tiên ấn này là lấy đại địa của lôi tiên giới tạo thành, đã trải qua thiên kiếp, gần như không gì có thể phá được. Nhưng mà lúc này ở trong giới này, trong khi bị bài xích đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như sắp sụp đổ. Điều này khiến cho Vương Lâm cực kỳ khiếp sợ. Hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh bài xích đã khiến cho phong tiên ấn sụp đổ trên thực tế cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng mà dường như có một hạn chế. Sự tồn tại của hạn chế này khiến cho phong tiên ấn không thể xuất hiện ở bên trong giới ngàn trượng này. Càng chưa nói đến việc dung hợp. Hồ Phụng Hoán Vũ có ý chí của ta, phong tiên ấn này cũng có ý chí của ta. Cả hai không thể dung hợp sao chứ? Ta không tin. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định, không chút do dự tâm thần khẽ động. Giới Hồ Phong Hoán Vũ ngàn trượng đột nhiên co rút lại, tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên kinh thiên. Trong lúc không ngừng co rút, những vết nứt trên phong tiên ấn càng lúc càng nhiều. Trong phút chốc, phong tiên ấn sụp đổ, trong tiếng ầm ầm hóa thành từng mảng. Vô số cấm chế bên trong đó cũng sụp đổ, dung nhập vào trong giới này. Đột nhiên, bên trong giới ngàn trượng đang không ngừng co rút lại này, hình thành một vùng thiên địa, càng khiến cho Vương Lâm ngây người. Chính là vô số những chiến hồn đã bị hắn giết ầm ầm tản ra, hóa thành vô số tinh quang rơi vào trong từng mảnh vỡ. Lát xin chú thích một cái, thì cái đoạn từ đây trở về trước á, khi mà Lát ghi âm á, Lát do lỡ tay mà xóa nhầm, vì vậy mà nó mất tiêu. Cái này là cái file Lát dự phòng từ cái máy quay phim rồi Lát lấy ra, do đó mà âm thanh nó hơi khác tí xíu, mọi người thông cảm giùm nha. Rồi tiếp tục. Giới ngàn trượng co rút lại tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Nhưng mà giờ phút này Vương Lâm cũng đứng kinh ngạc nhìn tinh không, hồi lâu sau mới hồi phục lại. Thân sắc hắn cực kỳ cổ quái, dường như lộ ra vẻ không thể tin được. Trong lúc trầm mặc, thân thể nhoáng một cái, biến mất bên trong tinh không. Lúc hiện ra đã về tới ngọn núi trên Tu Chân Tinh, khoanh chân ngồi xuống. Ngay ra nửa ngày, thân sắc vẫn lộ ra vẻ khó tin. Sau nửa nén hương, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, tâm thần tản ra. Trên nguyên thần trong cơ thể của hắn có một tiểu cầu lốc xoáy đang trôi nổi, ở bên trong đó là Hồ Phong Hoán Vũ giới. Hồ Phong Hoán Vũ giới này mặc dù ở bên ngoài cơ thể Vương Lâm chỉ có ngàn trượng, nhưng khi ở trong tiểu cầu lốc xoáy bên trong cơ thể của hắn lại vô biên vô hạn. Lúc này ở trong đó như cả một thế giới, có rất nhiều đại lục trôi nổi. Những đại lục này đều là do phong tiên ấn sụp đổ biến thành. Trên rất nhiều những đại lục lớn nhỏ khác nhau này có tồn tại những chiến hồn. Những chiến hồn này không truyền ra những tiếng gào thét thê lương, mà cả đám đang khoanh chân ngồi xuống. Một luồng khí tức màu trắng sữa từ trên đỉnh đầu bọn họ lan ra, hướng lên bầu trời. Trong khi bị giới này hấp thu, không ngờ dung nhập vào trong tâm thần Vương Lâm, đi thẳng đến năm đạo bổn nguyên của hắn. Năm đạo bổn nguyên của Vương Lâm bị những đạo khí tức màu trắng sữa này vờn quanh, giống như là cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Đây là... Vương Lâm mãi cho đến bây giờ vẫn còn rung động, Chính bởi vì hắn đã nhận ra khí tức màu trắng này cho nên lại càng rung động kịch liệt hơn, giống như có sấm sét ở bên trong tâm thần không ngừng vang vọng. Loại khí thức này Vương Lâm không xa lạ. Trên pho tượng do cổ yêu hóa thành ở vùng đất yêu linh, được sự cúng bái của một bộ tộc cấp 13 cũng có cái loại khí thức này. Ở Vương Hải Tinh Vực, trong trận đánh với Thủy Đạo Tử, thần thông cuối cùng mà Thủy Đạo Tử thi triển hấp thụ cũng là cái loại khí thức này. Trong lời nói của chủ nhân phong giới, trong sự chỉ điểm của Lam Mộng Đạo Tôn, đều đề cập đến một thứ khiến cho bổn nguyên đại thành là điểm mấu chốt để tiến vào bước thứ 3, môn đồ hương hỏa. Môn đồ hương hỏa rốt cuộc là cái gì, sinh ra như thế nào? Điểm này Vương Lâm không biết, nhưng lúc này hắn vô tình trong lúc dung hợp Phong Thiên Ấn với Hồ Phong Hoán Vũ, lại làm ra được một cảnh tượng như vậy, cũng lại làm cho hắn càng mê man hơn. Những chiến hồn này toàn bộ đều là do cả đời hắn giết, nhưng mà lúc này lại trở thành những người vì hắn mà cung cấp môn đồ hương hỏa. Đây cũng là may mắn của Vương Lâm, cũng là di nguyện của chủ nhân phong giới, còn là một sự dị biến gần như không thể tái hiện. Cho dù là Lam Mộng Đạo Tôn cũng không thể ngờ được đạo dung hợp mà ông ta truyền thụ lại có thể xuất hiện một biến hóa như vậy. Phong Thiên Ấn do đại lục của Lôi Tiên Giới luyện thành, mà Lôi Tiên Giới lại là một trong tứ đại tiên giới. Vô số năm trước là nơi chủ nhân phong giới đã cố gắng dùng để ngăn cản phong giới đại trận hấp thụ hương hỏa, khiến cho người trong giới nội cũng sinh ra hương hỏa cần thiết. Mặc dù cuối cùng tứ đại tiên giới bị hủy hoại, nhưng đại lục bên trong tiên giới vẫn còn ở giữa đất trời, sinh ra chất liệu hương hỏa tốt nhất. Nếu chỉ như vậy cũng không có hương hỏa xuất hiện, nhưng mà dưới thiên kiếp năm đó, những mảnh vỡ tiên giới này đã được thiên kiếp luyện hóa, cũng giống như thiên đạo vì Vương Lâm mà luyện pháp bảo, khiến cho những mảnh vỡ này được luyện thành một loại chí bảo. Những cái loại hương hỏa được sinh ra trong đó, dưới thiên kiếp này ngưng tụ, lại được tế luyện lại một lần nữa. Lại bởi vì Vương Lâm trong lúc vô ý, lại lấy vật này để sử dụng rải rộ thành binh, ở trong đó tự tạo thành sinh tử, hóa thành 18 tầng địa ngục, thu nạp hồn phách cả đời mà hắn đã giết, khiến cho bọn họ không thể luân hồi. Sau một thời gian dài, dần dần bị hương hỏa sinh ra bên trong những đại lục này tràn ngập. Chỉ là hết thảy chuyện này nếu không có một cơ hội mở ra, dần dần cũng sẽ tiêu tan. Vương Lâm lại càng không thể phát hiện ra sự dị thường của chiến hùng, bọn họ cũng sẽ chỉ bị sức mạnh hương hỏa tràn ngập, mà sẽ không tản mát ra một chút sức mạnh hương hỏa nào. Cơ hội này chính là Lam Mộng Đạo Tôn trợ giúp Vương Lâm đem Hồ Phong Hoán Vũ dung hợp thành một giới, cũng giống như khiến cho những cây bèo không có gốc rễ tìm được gốc rễ. Lại thêm Vương Lâm thử dung hợp Phong Thiên Ấn, tác độ thành binh cùng với giới này, nên xuất hiện dị biến, xuất hiện cơ hội, xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Mặc dù lúc này chiến hồn ở trong giới này không nhiều lắm, sức mạnh hương hỏa cũng rất yếu ớt, so với 20 triệu môn đồ của Thủy Đạo Tử vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhưng đây là hương hỏa thực sự, là mấu chốt để tiến vào bước thứ 3, là một đạo hỏa mà những tu sĩ bước thứ 3 điên cuồng tranh đoạt. Thần sắc Vương Lâm rất là cổ quái, mở hai mắt, trầm mặc trong chốc lát, không suy nghĩ đến việc này nữa. Lúc này những nguy cơ đến từ Lam Ti tộc chưa vượt qua, cho dù trong lúc vô ý tạo ra được một bảo bối như vậy, nhưng nếu không giải quyết nguy cơ đến từ nữ tử áo trắng kia thì cũng là vô dụng. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm túm vào hư không, cái khe trữ vật xuất hiện ở phía trước người, một đốt ngón tay rất lớn từ bên trong cái khe chậm rãi bay ra, trôi nổi giữa không trung, nhìn giống như là một khối đại lục. Đốt ngón tay của cổ thần này có thể so với một tu chân tinh, lúc này mặc dù chỉ là một nửa, nhưng mà sự uy nghiêm vẫn còn rất nồng đậm. Vương Lâm ở phía dưới cảm nhận được rõ ràng. Khí tức cổ thần ẩn chứa trong đốt ngón tay này rất nồng đậm, dường như thực chất hóa, nhưng không cách nào hấp thu được. Ở bên trong khí tức này lờ mờ có một ý chí tồn tại, không cho người khác cắn nuốt. Nhìn chằm chằm nửa đốt ngón tay, tinh điểm cổ thần trên mi tâm của Vương Lâm biến ảo chậm rãi xoay tròn, cố gắng hấp thụ nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thác Sâm lấy tinh điểm để hấp thu đốt ngón tay này, thuộc này rất mạnh, hắn còn có thể nuốt vào được cao thủ bước thứ 3. Sức mạnh tinh điểm của cổ thần, mặc dù đốt ngón tay của cổ thần này ẩn chứa ý chí, Thác Sâm hắn muốn cắn nuốt cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa ta cũng không phải là không có cách hấp thu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giơ tay phải lên một lần nữa, chụp về cái khe không gian. Ở bên trong lóe lên u quang, cung cực tiên cuốn nguyên thần của lão già tóc trắng của Nguyệt tộc trực tiếp bay ra, rơi xuống trước người của Vương Lâm. Nguyên thần của lão già tóc bạc nhắm chặt hai mắt lại. Ấn ký trăng lưỡi liềm trên mi tâm của lão lóe ra nguyệt quang yếu ớt, đối kháng với cung cực tiên. Đục ngón tay của cổ thần đều để Nguyệt tộc có được, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có một vài phương pháp có thể lợi dụng được. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên nguyên thần của lão già tóc trắng, Người này tu vi cực cao, tương đương với Thanh Long Thánh Hoàng, thoát khỏi vũ tiên giới năm đó. Tu vi dường như đã đạt tới thiên nhân đệ tứ suy. Nếu Vương Lâm một mình gặp phải, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ. Những người này trước sự tấn công cường hãn của Thác Sâm, rõ ràng là không bằng, cuối cùng bị Thác Sâm đánh trọng thương. Lại ngay khi đốt ngón tay này tan vỡ, bị sức mạnh cổ thần ở bên trong bộc phát ra, khiến thân thể bị trọng thương tiêu tan, cho dù là nguyên thần cũng bị thương nặng. Lúc này mới khiến cho Vương Lâm có cơ hội bắt được. Nhưng tu vi của lão già này quá mạnh, nguyên thần lại thực chất hóa, có thể so sánh với thân thể. Nếu không nhờ cung cực tiên quỷ dị nhằm vào hồn thể nguyên thần đánh một đòn trí mạng, Vương Lâm cũng không thể phong ấn được lão. Nhìn chằm chằm nguyên thần của lão già tóc bạc này, Vương Lâm hai tay bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức cung cực tiên nhanh chóng co rút lại, phát ra kim quang. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mở hai mắt lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Chỉ là một lục tinh cổ thần, trước đây Nguyệt tộc ta đã giết không ít, cho dù ngươi nắm được nguyên thần lão phu thì có thể làm được gì chứ? Nguyên thần của lão phu đã thực chất hóa rồi, bất tử bất diệt. Lão già kia cười lạnh, chỉ đơn giản nhắm hai mắt lại, không nhìn Vương Lâm nữa, thử vận chuyển nguyên lực, nhưng trong cung cực tiên này hết thảy đều bị phong ấn. Vương Lâm không nói gì mà vung tay phải lên, huyết quang tràn ngập, huyết kiếm kia lóe ra, bị hắn cầm ở trong tay hướng về phía nguyên thần lão già tóc bạc kia, hung hăng đâm một cái. Âm một tiếng, huyết kiếm kia trực tiếp xuyên thấu thân thể của lão già tóc bạc. Lão già kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, mạnh mẽ mở hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Trong tiếng kêu thảm của lão, Vương Lâm cầm thanh huyết kiếm rút ra, lập tức từ bên trong nguyên thần của lão già, rất nhiều tinh khí nguyên thần bay ra, bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Ta không thể giết ngươi hả? Người của nô tộc mà cũng dám cuồng vọng hả? Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, trong lúc nói tay phải cầm huyết kiếm lại một lần nữa vung lên, trực tiếp chém vào nguyên thần của lão già này. Tiếng kêu thảm thiết của lão già lại vang lên kịch liệt hơn, nhìn chằm chằm huyết kiếm trong tay Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là kiếm gì? Vương Lâm không trả lời câu hỏi của lão già tóc bạc này, thân sắc lạnh lùng, tay phải cầm huyết kiếm không ngừng vung lên, đâm vào nguyên thần của lão già tóc bạc. Thanh âm thê lương của lão già kia càng ngày càng yếu ớt, lão đã mơ hồ biết được ý định của Vương Lâm, vẻ sợ hãi trong mắt cũng càng đậm. Vương Lâm vẫn chưa giết lão mà không ngừng làm cho lão suy yếu, hơn nữa ở dưới cung cực tiên này, nguyên thần của lão già tóc bạc không thể khôi phục, chỉ có thể càng ngày càng hoảng sợ, nhìn tinh khí nguyên thần mất đi, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không thể làm được. Mấy canh giờ sau, lão già này đã suy yếu tới cực hạn, nguyên lực trong cơ thể đã mất đi rất nhiều, vết thương tràn ngập toàn thân, nhất là thanh huyết kiếm kia lại ẩn chứa lực hút, mỗi một lần đảo qua trong cơ thể đều hấp thu một lượng lớn sức sống, khiến cho lão hấp hối thống khổ. Đúng lúc này, Vương Lâm hai mắt lóe lên, ngay khi thu hồi huyết kiếm, tay phải giơ lên, hung hăng đặt lên nguyên thần của lão già tóc bạc. Thần thức ầm ầm tản ra, hướng thẳng vào nguyên thần của lão già, bắt đầu tìm kiếm thần thuật. Tiếng kêu thảm thiết của lão già kia vốn đã suy yếu, đột nhiên lại càng thê lương, hai mắt lộ ra vẻ chống cự điên cuồng. Nhưng ngay khi chống cự, Vương Lâm vung tay trái lên, huyết kiếm lại xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu qua nguyên thần của người này. Thân thể của lão già kia kịch chấn, vẻ chống cự trong hai mắt tiêu tan. Hai mắt ngây ra, toàn thân dần dần trong suốt, giống như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Hồi lâu sau, Vương Lâm giơ tay phải lên, thân sắc cực kỳ ngưng trọng. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia đã hoàn toàn trong suốt, chậm rãi tiêu tan. Nhưng mà ngay khi tiêu tan, đột nhiên huyết quang lóe lên, huyết kiếm trực tiếp từ trên thiên linh hạ xuống, xuyên qua toàn thân, đem lão hủy diệt hoàn toàn. Ngay khi lão tử vong, bên trong hư phong hoán vũ giới trong cơ thể của Vương Lâm, trên một đại lục, hồn phách của một lão già tóc bạc biến ảo hiện ra, khoanh chân ngồi ở đó, trên đỉnh đầu tản mát ra một khí tức màu trắng sữa kinh người. Nguyệt tộc cực kỳ khổng lồ, ta cùng với Thác Sâm hủy diệt chỉ là một bộ lạc thôi. Bên trong thái cổ tinh thần này, Nguyệt tộc còn có 3 bộ lạc nữa, thậm chí trong bộ lạc ở hướng chính đông còn có một lão tổ tông của Nguyệt tộc, người này là cao thủ bước thứ 3. Trong trí nhớ của lão già này, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy trưởng tôn, chỉ biết được năm đó trưởng tôn dường như đã bị trọng thương từ trong giới nội trở về, ở một nơi thần bí nào đó bế quan trị thương. Kết hợp với lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn, trưởng tôn bị một sức mạnh khủng khiếp ở trong giới nội đã thương mà bỏ chạy. Lời này có thể tin được. Trưởng tôn trọng thương bế quan, chỉ là không biết thương thế của hắn đã khôi phục được bao nhiêu rồi. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, ngẩng mặt nhìn bầu trời. Phải đi thôi, nữ tử áo trắng kia vẫn còn đợi ở bên ngoài. Nguyệt tộc, một trong những nô tộc của cổ thần. Tộc này sau khi nổi loạn chống lại cổ thần đã tự xưng là Nguyệt Phệ. Một chữ phệ này chỉ ra ý muốn nuốt lấy thần của Nguyệt tộc. Từ nay về sau không còn Nguyệt tộc nữa mà là Nguyệt Phệ tộc. Ngoài ra năm đó khi Nguyệt tộc vẫn còn đi theo cổ thần, đã được một đám người cực kỳ thần bí trợ giúp. Đám người này tu vi cao thâm, thần thông cực kỳ kinh người, hoàn toàn khác với pháp thuật của Thái Cổ Tinh Thần. Nhất là những thuật liên quan đến phong ấn đã đạt đến mức độ cực kỳ khủng khiếp. Với sự trợ giúp của bọn họ, Nguyệt Phệ tộc mới có ý chí thoát khỏi sự sùng bái cổ thần. Nhưng mà thân phận của những người thần bí này cho đến ngày nay, ngay cả Nguyệt tộc cũng không đoán ra, cho dù là lão tổ bước thứ ba đối với chuyện này cũng không biết được nhiều. Theo lời đồn, đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong Thái Cổ Tinh Thần này cũng đã từng giao lưu với rất nhiều bộ tộc, nhưng với Viễn Cổ Tiên Vực dường như không có liên hệ gì. Một chữ phệ của Nguyệt tộc là do những người này gợi ý, còn truyền cho một thần thông quỷ dị khó lường. Thần thông này có thể khiến cho người của Nguyệt tộc có thể hấp thu được sức mạnh của cổ thần. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư, hắn tìm kiếm trong trí nhớ của lão già này, tìm được thần thông này, nhưng thần thông này không đầy đủ, tên là Thanh Vân Linh Thuật. Không phải người nào cũng có thể tu luyện, mà cần một thứ được gọi là linh chủng. Linh chủng này năm đó, đám người kia khi rời khỏi đã để lại một ít, ký sinh trong cơ thể của người Nguyệt Phệ tộc, dần dần được trồng ngày càng nhiều. Nguyệt Phệ tộc cũng dựa vào Thanh Vân Linh Thuật này mà trong cuộc đại chiến năm đó đã nuốt lấy những cổ thần tử vong, khiến cho tộc này phát triển cho đến ngày nay, trở thành một đại tộc trong Thái Cổ Tinh Thần. Trong lúc trầm mặc, thần sắc Vương Lâm có chút âm trầm. Hắn biết được càng nhiều, càng có cảm giác quỷ dị, dường như có những tầng sương mù che phủ đất trời. Nếu không phá tan được sương mù này thì không thể biết được toàn bộ. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm vung tay phải, thu đút ngón tay của cổ thần ở trước mặt vào trong cái khe trữ vật, sửa soạn lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, thân thể bước tới rời khỏi tu chân tinh này, xuất hiện trong tinh vực của Lam Ti tộc. Tinh không lấp lánh, ở bên trong đó, Vương Lâm nhìn bầu trời phía xa xa, giữa bầu trời hiện lên cảnh tượng quỷ dị lúc trước nhìn thấy nữ tử áo trắng. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có một vài suy đoán. Hồi lâu sau, Vương Lâm nén lại suy đoán trong lòng, yên lặng nhìn về phía Lam Sơn. Hắn như nhìn thấy Lý Thiến Mai, nhìn thấy Lam Mộng Đạo Tôn. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Vương Lâm thầm than, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh ra bên ngoài tinh vực của Lam Ti tộc. Chưa ra khỏi phạm vi tinh vực của Lam Ti tộc, Vương Lâm trong lúc đi liền có gợn sóng quanh quẩn dưới chân. Trong lúc tràn ngập, thân thể hắn lập tức tiêu tan, dung nhập vào trong đất trời, biến mất không thấy. Chỉ còn gợn sóng kia tản ra rất xa, dần dần tiêu tan bên trong tinh vực. Vương Lâm đã rời khỏi. Ngay khi hắn rời khỏi, Lam Mộng Đậu Tôn ở trên Lam Sơn vẫn còn đang vuốt ve củ cầm, không hề ngẩng đầu. Ở bên cạnh gã, Lý Thiên Mai yên lặng ngồi thủ nạp, giống như là không có bất kỳ phát hiện gì. Xúc địa thành thốn dung nhập vào trong đất trời, sau vài nhịp thở tại một vùng tinh không bên trong Thái Cổ Tinh Thần, đột nhiên có gợn sóng quanh quẩn. Ở trung tâm của gợn sóng mơ hồ như sắp xuất hiện một thân ảnh. Ở bên ngoài gợn sóng này, bên trong tinh không có một nữ tử áo trắng trôi lơ lửng. Nữ tử áo trắng này không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, dường như lúc trước còn ở Lam Ti tộc, sau một khắc đã đứng ở nơi này. Nàng bình tĩnh nhìn gợn sóng kia, chờ đợi thân ảnh từ bên trong lộ ra. Nhưng vào lúc này, gợn sóng quanh quẩn kia đột nhiên có biến hóa. Thân ảnh ở bên trong đang muốn đi ra, dường như lại bước tới một bước nữa. Trong thời gian ngắn, gợn sóng kịch liệt, trong lúc quanh quẩn khuếch tán ra, càng ngày càng yếu, cuối cùng gợn sóng biến mất bên trong tinh không. Nữ tử áo trắng kia trong mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ kỳ dị. Nàng yên lặng nhìn gợn sóng biến mất, thân thể dần dần hóa thành hư vô. Ở một vùng tinh không khác bên trong Thái Cổ Tinh Thần, ngay khi thân ảnh nữ tử áo trắng kia xuất hiện, nàng giống như là biết tiên tri. Ở phía trước lại có gợn sóng nổi lên. Nhưng cũng giống như lúc trước, gợn sóng này vừa mới xuất hiện liền lập tức trở nên kịch liệt. Nhưng mà lần này nữ tử áo trắng cũng giơ tay phải lên, ngón tay đảo về phía trước. Bỗng nhiên gợn sóng hình tròn này chợt dừng lại, giống như bị một lưỡi dao sắc bén chém xuống, từ đó bị phân làm hai, vỡ vụn. Ngay khi gợn sóng vỡ vụn, bên trong tinh không ở chỗ của nữ tử áo trắng này, thiên địa nguyên lực chợt điên cuồng phát ra từng trận tiếng rít gào quét ngang, hình thành một cơn lốc xoáy tràn ngập trong phạm vi mấy vạn trượng. Cơn lốc xoáy này ầm ầm xoay tròn, cuốn lấy cả đất trời. Hết thảy thần thông thuấn di ở trong cơn lốc xoáy này đều mất đi tác dụng. Ngay khi gợn sóng vỡ vụn, lốc xoáy xuất hiện, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô thoáng hiện ra. Năm đạo bổn nguyên ẩn chứa trong đồng tử hai mắt của hắn, khiến hắn có thể nhìn thấy nữ tử áo trắng ở trong cơn lốc xoáy kia. Các hạ mấy lần ngăn cản ta rời khỏi, không biết là có ý gì vậy? Thần sắc Vương Lâm bình thản, thanh âm bình tĩnh. Nữ tử kia không nói gì, giơ tay phải lên, hướng về phía Vương Lâm ấn ngón tay một cái. Dưới một chỉ này, cơn lốc xoáy bên trong tinh không phát ra tiếng ầm vang kinh thiên. Theo một chỉ này, cơn lốc xoáy lập tức đã đạt đến cực hạn, hướng thẳng đến Vương Lâm cuốn lấy. Thân thể Vương Lâm giống như ở trong bùn, ở bên trong cơn lốc xoáy này dường như không thể giãy giụa. Cơn lốc xoáy kia gào thét lao tới. Ngay khi cơn lốc xoáy kia tới gần, hắn vung tay phải lên, lập tức ở trên ngón tay hắn có hai con lộc thú biến ảo hiện ra. Trong lúc vườn quanh phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí này ầm ầm hình thành một cái sức mạnh kinh thiên động địa, hướng về cơn lốc xoáy ở bốn phía quét ngang. Tiếng ầm vang tràn ngập, cơn lốc xoáy kia dưới kiếm khí này hơi chút dừng lại. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, muốn thoát khỏi cơn lốc xoáy này. Nữ tử áo trắng kia thân sắc bình tĩnh, nhìn Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, lại một lần nữa điểm về phía trước. Dưới một chỉ này, ở tinh không phía sau Vương Lâm lập tức biến hóa ra một bàn tay rất lớn. Bàn tay này phát ra ánh sáng như ngọc. Sau khi xuất hiện, liền trực tiếp hướng về Vương Lâm tung ra một trảo. Bàn tay này xuất hiện quá mức bất ngờ, mà tốc độ lại cực nhanh, dường như ngay khi xuất hiện, liền lập tức bắt lấy Vương Lâm, nắm chặt ở trong tay. Cùng lúc đó, nữ tử này nhẹ nhàng bước tới, vượt qua cơn lốc xoáy. Trong thời gian ngắn đã đi tới trước Vương Lâm. Khoảng cách giữa hai người lúc này không tới nửa trượng. Hết thảy những chuyện này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin. Dường như trước bàn tay này không có bất cứ một sức mạnh gì có thể phản kháng được. Rốt cuộc ngươi là ai? Vương Lâm không hề dễ dụa để mặc cho bàn tay kia nắm lấy mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng phía trước, trầm giọng nói. Lan Phi, Lâu Lan. Nữ tử áo trắng nhìn Vương Lâm, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với Vương Lâm. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, mang theo một sức quyến rũ kỳ dị. Diễn cổ bác Phi. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Nữ tử áo trắng kia gật đầu, nhẹ nhàng bước tới, đứng cách Vương Lâm không tới 7 thước, dường như có một mùi hương từ trên người nàng lan ra, bay vào mũi Vương Lâm, nhưng hắn lại không hề ngửi thấy gì. Ta vốn không định hấp thu thần tính của ngươi bây giờ, nhưng ngươi lại phát hiện ra ta rồi. Ta cũng không thể đợi được nữa. Nữ tử áo trắng này nhẹ giọng nói, khoảng cách với Vương Lâm chỉ còn chưa tới 7 thước, hai người dường như là đang đối mặt. Dung nhan của nữ tử áo trắng kia không còn mơ hồ, hiện lên rõ ràng trong mắt Vương Lâm. Ngay khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử áo trắng này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, tâm thần như có sấm đánh ầm ầm, ngay lập tức hoảng hốt. Dung nhan của nữ tử này không ngờ chính là Lý Mộ Uyển. Ngay khi thần sắc Vương Lâm hiện lên sự hoảng hốt, tâm thần chấn động, thì nữ tử áo trắng này đôi môi khẽ nhếch lên, hơi thở như hương lan nhẹ nhàng hút một cái. Dưới một cái hút này, tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm đột nhiên biến ảo, cấp tốc xoay tròn. Mơ hồ từ bên trong những tinh điểm kia có những làn khói màu vàng bay ra. Thần sắc nữ tử kia vẫn bình tĩnh, ngay khi nhìn thấy những làn khói này, lập tức có một vẻ kích động cùng tham lam, hút một cái, những làn khói màu vàng kia bị hút vào trong miệng. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong hai mắt Vương Lâm không còn vẻ hoảng hốt, mà là một vẻ sáng tỏ. Dưới! Một chữ này như gió lạnh toát ra khỏi miệng, trong thời gian ngắn, bên trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên có quang mang lóe lên. Một đạo hào quang màu đen từ bên trong cơ thể bộc phát mà ra, quét ngang ra phía sau. Hồ Phong Hoán Vũ giới ẩn chứa hương hỏa môn độ của Vương Lâm, trong khoảnh khắc này bộc phát ra. Nữ tử áo trắng kia cách Vương Lâm quá gần, giờ phút này dưới u quang chói mắt, theo Hồ Phong Hoán Vũ điên cuồng tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập ngàn trượng. Nữ tử áo trắng kia ở bên trong Hồ Phong Hoán Vũ giới này, thân mình không ngừng lùi về phía sau. Thân sắc nàng đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, những làn khói vàng trên mi tâm của Vương Lâm, ngay khi Hồ Phong Hoán Vũ giới này xuất hiện, cũng lập tức co rút lại, không bị nữ tử này hấp thu một chút nào, đều trở lại bên trong tinh điểm. Huyết quang ngập trời, huyết kiếm chợt lóe lên, ở bên ngoài thân thể Vương Lâm nhanh chóng vần quanh, xuyên thấu bàn tay hư ảo đang nắm lấy mình. Trong tiếng ầm vang, bàn tay kia sụp đổ, thân thể Vương Lâm lập tức thoát vây. Hết thảy những việc vừa rồi đều là do Vương Lâm cố ý hành động. Mục đích của hắn chính là muốn biết được thân phận của nữ tử áo trắng này, và rốt cuộc là cô ta muốn làm gì. Chỉ có biết được những điều này, hắn mới có thể yên tâm. Quan trọng hơn là nhờ sự mạo hiểm này, để hắn kiểm chứng lại suy đoán trong lòng sau khi nhìn thấy nữ tử áo trắng này. Nữ tử áo trắng kia, mặc dù Hô Phong Hoán Vũ giới đẩy lùi lại ngàn trượng, nhưng hai mắt lại lộ ra hàn quang, giơ tay phải lên vung vào hư không. Lập tức ở phía trước người nàng vang lên ầm ầm, một cái khe khổng lồ hiện ra giữa tinh không, giống như muốn nuốt lấy hết thảy, lao thẳng đến Vương Lâm. Thân mình nàng lại bước tới. Vương Lâm cười lạnh, giới ngàn trượng ở bên ngoài thân thể chợt co rút lại, tràn ngập trong phạm vi 10 trượng quanh thân thể, hình thành một lớp phòng hộ. Đồng thời tay phải hắn chỉ vào tinh không, lạnh giọng nói: "Nếu bản thể người tới đây, ta hiển nhiên không phải là đối thủ, nhưng đây chỉ là phân thân, không thể qua mắt được ta đâu." Ngay khi Vương Lâm nói ra lời này, sắc mặt nữ tử áo trắng kia chợt biến đổi, không hề ngờ được Vương Lâm đã nhìn ra nàng chỉ là phân thân. "Nhất định là Lam Mộng Đạo Tôn đã nói cho ngươi biết rồi." Nữ tử áo trắng kia trong lúc nói lao tới gần. "Phiên Thiên Ấn!" Tay phải Vương Lâm chỉ vào tinh không, lập tức biến thành chưởng, hướng xuống phía dưới. Tinh không nghịch chuyển bên trong đồng tử hai mắt hắn, tinh không bên ngoài lập tức theo đó mà biến hóa. Tiếng ầm vang quanh quẩn, cả tinh không trong nháy mắt tiếng ầm ầm nghịch biến. Tinh không vốn không phân thiên địa, nhưng mà giờ phút này trong tâm thần Vương Lâm ẩn chứa thiên địa. Đảo một cái liền xuất hiện vô số hư ảnh bốn phía xung quanh hắn. Những hư ảnh này nhìn như mây mù, vừa mới xuất hiện liền tràn ngập cả tinh không. Mây mù quay cuồn cuộn, bên trong lại truyền ra những tiếng ầm vang kịch liệt. Mây mù một phân làm hai, thứ nặng thì chìm xuống trở thành mặt đất, thứ nhẹ thì bay lên phía trên mặt đất hình thành bầu trời. Thiên địa xuất hiện, hết thảy chuyện này chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Ngay khi thần thông của bạch y nữ tử tới đây, tay phải Vương Lâm lật một cái, thiên địa ầm vang, mặt đất liền nghịch chuyển trở thành bầu trời, mà bầu trời lại xoay tròn xuống dưới trở thành mặt đất. Ngay cả thân thể bạch y nữ tử cũng không kìm được mà nghịch chuyển theo. "Ngươi theo ta một đoạn đường, chắc hẳn có mưu đồ với ta. Chết đi!" Tay phải Vương Lâm hung hăng nhấn xuống một cái, thiên địa ầm ầm chuyển động, đại địa vừa hình thành liền sụp xuống, nghiêng trời lệch đất. Cùng với đại địa sụp xuống, hư ảnh bầu trời kia cũng rung rẩy kịch liệt. Một lực áp bức không thể hình dung đột nhiên xuất hiện, khiến cho bạch y nữ tử phải biến sắc. "Phiên Thiên Ấn của Lam Mộng Đạo Tôn, hắn không ngờ lại truyền thần thông này cho ngươi." Thân thể nữ tử có xu hướng trầm xuống, giờ phút này thân thể bị vây trong sự nghịch chuyển, hai tay bắt quyết, từ trong môi trường truyền ra một loạt tiếng rì rầm. Một đạo bạch quang từ trong cơ thể nàng lan ra, đối kháng với thần thông ngất trời này. Nhưng mà Phiên Thiên Ấn là một trong những đại thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn, giờ phút này thi triển ra khiến thiên địa ầm vang không ngừng, bầu trời và mặt đất kia ầm ầm nện xuống, lao thẳng tới bạch y nữ tử. Cái khe do bạch y nữ tử thi triển ra liền lập tức sụp đổ, bạch quang vừa tản ra bên ngoài cơ thể lúc này cũng đã tan rã, thần sắc nàng đại biến, trong lúc nguy cấp liền há miệng phun ra một cái miếng ngọc bội. Ngọc bội nọ vừa xuất hiện, cả thiên địa tinh không ầm ầm chấn động. Cùng lúc đó, ngọc bội này lơ lửng phía trước nữ tử này, hình thành một cái tầng phòng hộ màu trắng. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên không, mặt đất và bầu trời lúc này chồng chất lên nhau, áp lực vô hình kia bạo tăng, khiến cho tinh không cũng phải sụp đổ, xuất hiện những mảnh vỡ lớn. Một lát sau, hết thảy đều tan thành mây khói. Hư ảo mây mù tạo thành thiên địa, trong nháy mắt chồng lên nhau giờ tiêu tan. Trong thiên địa giờ chỉ còn tồn tại lực hủy diệt vẫn đang tràn lan quanh quẩn. Trong tinh không đang không ngừng sụp đổ, bạch y nữ tử này sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra sát khí. Ngọc bội vần quanh thân thể, khiến cho nàng dưới Phiên Thiên Ấn chưa tử vong. "Chỉ là một phân thân, tu vi mới tới thiên nhân tam suy, cũng dám theo sau ta có mưu đồ hả? Nếu không phải người có thân ảnh quỷ dị, khiến cho người ta không thể phát hiện ra, khiến cho ta e ngại, thì ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Từ lần đầu tiên ngươi bị ta phát hiện thì ta đã nghi hoặc trong lòng. Ngươi nếu là tu sĩ đệ tam bộ thì làm sao ta có thể dễ dàng phát hiện ra được chứ? Nếu là thực thể thì vừa rồi làm sao có thể tới gần ta mà ta không thể cảm nhận ra? Làm sao lại phải dùng pháp bảo đối kháng với Phiên Thiên Ấn của ta chứ?" Vương Lâm cười lạnh, những lời nói của hắn sắc bén như dao rơi lên người nữ tử này. Đây chỉ là suy đoán của hắn, cho nên vì chứng thực nó, hắn không lựa chọn bỏ chạy mà lại đấu với bạch y nữ tử này một trận. Nếu người này thực sự là tu sĩ bước thứ ba thì hắn cho dù có Xúc Địa Thành Thốn cũng sợ rằng rất khó có thể bỏ chạy. Nhưng nếu người này không phải thì Vương Lâm hắn cũng không phải hạng người dễ chọc. "Ngươi chỉ là một phân thân không có huyết nhục, không ngờ lại muốn dùng ảo thuật đi làm ảnh hưởng tới tâm thần của ta. Chỉ nói tới điểm này thôi, ngươi đã nhất định phải chết rồi." Vương Lâm vừa nói, thân thể vừa tiến từng bước về phía trước. Hồ Phong Hoán Vũ giới vần quanh bên ngoài thân thể hắn chợt bùng lên, trực tiếp lan tràn ra ngàn trượng. Đồng thời chiến hồn bay ra ngày càng nhiều, chi chít rậm rạp, rít gào thê lương, hướng về bạch y nữ tử lao tới. Sắc mặt bạch y nữ tử trở nên âm trầm. Nàng không thể thừa nhận là mình đã xem thường đối phương. Gặp phải Vương Lâm vốn chỉ là ngẫu nhiên, theo nàng nghĩ sẽ không có khả năng thất bại. Nhưng lần đầu tiên gặp đã bị đối phương nhận ra, đến lần thứ hai gặp mặt giao chiến thì liền bị thua thiệt. Đáng tiếc bản thể không thể tới đây, nếu không thì... Ánh mắt nữ tử lóe lên hàn quang. Nhưng mà lúc này, trong hô phong hoán vũ giới của Vương Lâm đã có vô số chiến hùng xông ra. Lập tức sắc mặt nàng lại biến hóa một lần nữa. Đây là... Trong khi bạch y nữ tử này đang khiếp sợ, vô số chiến hồn này lao ra tràn ngập bốn phía. Những chiến hồn này trên người tràn ngập khí tức màu trắng sữa, vần quanh liền triển khai công kích ồ ạt. Tiếng chấn động vang vọng không ngừng, bạch y nữ tử nọ lùi lại phía sau, hai tay bắt quyết, tay phải giơ lên điểm vào hư không một cái, lập tức một đạo hắc quang đột nhiên hiện ra, lóe lên trong tay nàng. Thiên linh quang! Sát khí trong mắt bạch y nữ tử lóe lên, tay phải chợt vung về phía chiến hồn ở bốn phía xung quanh. Hắc quang này lập tức tản ra, ngay trong nháy mắt khi đụng tới chiến hồn, hư phong hoán vũ giới lập tức tan rã, hóa thành vạn phần. Những chiến hồn vần quanh bốn phía liền đối kháng với hắc quang. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Dưới hắc quang nọ, chiến hồn đồng loạt lui về phía sau, nhưng không có thương tổn gì, toàn bộ công kích đều bị triệt tiêu bên ngoài hư phong hoán vũ giới. Bạch y nữ tử nọ không ngừng lui lại phía sau, đảo mắt đã rời khỏi mấy ngàn trượng. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước từng bước, đi tới gần bạch y nữ tử. Bên ngoài thân thể nữ tử này có cái ngọc bội vần quanh phòng hộ, không sợ bị thương tổn. Giờ phút này tay phải lại giơ lên, hắc quang trong thời gian ngắn liền nồng đậm hẳn lên, ngưng tụ hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, tinh không lại ầm vang. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải vung lên, lập tức trường kiếm màu đen kia liền lao thẳng về phía của Vương Lâm. Quan ảnh thuẫn! Lời này vừa thốt ra, lập tức tất cả ánh sáng trong tinh không liền tụ lại. Ánh sáng của các vì sao, tinh vân, thiên hà, thậm chí là những ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy được, nhưng tồn tại trong tinh không, nháy mắt liền điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể của Vương Lâm. Dưới ánh sáng chói lòa, một pho tượng thật lớn biến ảo ra. Trường kiếm màu đen tới gần, âm âm đụng với pho tượng ánh sáng. Tiếng ầm vang kinh người không ngừng quanh quẩn, bức tượng ánh sáng bên ngoài thân thể Vương Lâm tỏa sáng chói mắt. Trường kiếm màu đen kia rơi vào trên người nó, khiến cho thân thể bức tượng sụp đổ một nửa, đồng thời một luồng phản lực cực mạnh đẩy ngược lại, không ngờ chuyển hướng lao thẳng tới bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử trong nháy mắt khi nhìn thấy quan ảnh thuẫn của Vương Lâm, đôi đồng tử liền co rụt lại, thân thể vội vàng lui lại phía sau, nhưng tốc độ của thanh trường kiếm màu đen quá nhanh, ầm ầm đuổi theo, đâm thẳng vào thân thể của nàng. Một tiếng nổ ầm vang, sắc mặt nàng tái nhợt, ngọc bội cản trường kiếm màu đen ở bên ngoài lúc này vô cùng yếu ớt. Nhưng hết thảy chưa chấm dứt, trong nháy mắt khi thanh trường kiếm bị chiết xả đi, thân thể Vương Lâm lại nhoáng lên. Tay phải hắn giơ lên, chụp một trảo vào hư không, tinh không chấn động, huyết kiếm đã hiện ra nơi tay hắn, hướng về phía trước hung hăng chém một cái. Chết đi cho ta! Trong tiếng hô, huyết quang kinh thiên bùng lên, tràn ngập khắp tinh không, hóa thành sát khí cuồn cuộn lao thẳng về phía bạch y nữ tử. Sắc mặt của nàng đại biến, vội vàng lùi lại phía sau, hai tay bắt quyết hóa thành vô số lớp phòng hộ. Nhưng huyết quang này quá nhanh, âm âm hạ xuống, trực tiếp đánh tan vô số phòng hộ kia, đánh thẳng vào ngọc bội. Một tiếng nổ chấn động cả thiên địa, tinh không. Ngọc bội vang lên một tiếng kêu thanh thúy, trên mặt đã xuất hiện một vết nứt. Bạch y nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dùng tốc độ nhanh hơn lùi lại phía sau, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất. Thấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, Vương Lâm tâm thần sửng sốt. Hắn phân tích và suy đoán, nữ tử chẳng qua chỉ là hình chiếu phân thân, cũng không phải là thực chất, nhưng lúc này không ngờ lại có máu tươi. Nhưng lúc giao chiến thì không thể suy nghĩ nhiều, sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, cầm huyết kiếm trực tiếp đuổi theo. Năm đạo bổn nguyên trong mắt điên cuồng xoay tròn, đảo một cái lại thấy rõ thân thể bạch y nữ tử nọ, huyết kiếm hung hăng chém một nhát nữa. Bổn tôn cứu ta! Thân sắc bạch y nữ tử vô cùng thê lương, lùi lại phía sau, há miệng đọc chú ngữ, hai tay vung lên về phía ngoài, lập tức trước người nàng có một cái khe mở ra, ngọc bội lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, một cánh tay trắng như ngọc từ trong ngọc bội hiện ra, hướng về phía Vương Lâm điểm một cái. Cánh tay này xuất hiện trong phút chốc khiến cho tinh không như ngừng lại, không còn vận chuyển chút nào, ngay cả ánh sáng cũng ảm đạm đi. Dưới ngón tay này sao trời như mất đi ánh sáng, Dường như tinh không này trong nháy mắt đã hoàn toàn bị cánh tay này thay thế, bị quỹ tích của ngón tay kia phá hỏng. Trong khoảnh khắc khi một ngón tay này ấn xuống, Vương Lâm cảm giác được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, vượt qua cả Thủy Đạo Tử năm đó. Vương Lâm lập tức dừng lại, không chút do dự mà vung tay lên. Hồ Phong Hoán Vũ giới tràn ngập bên ngoài thân thể đã hóa thành ngàn trượng, trong nháy mắt dung hợp làm một, vườn quanh thân thể. Cũng trong tích tắc này, Quan Ảnh Thuẫn lại được hắn thi triển ra. Ánh sáng kinh thiên tràn ngập bên ngoài thân thể của hắn, hóa thành một quan ảnh thực là lớn. Đúng lúc này, ngón trỏ của ngón tay trắng như ngọc kia ấn xuống, đụng vào Quan Ảnh Thuẫn bên ngoài thân thể Vương Lâm. Quan Ảnh Thuẫn lập tức rung rẩy, phát ra tiếng động như không chịu nổi, chuẩn bị tan rã. Cùng với sự tan rã của nó, lực phản xạ ầm ầm tràn ra, đối kháng với ngón tay, nhưng cuối cùng nó cũng không thể làm ngón tay dừng lại nửa điểm, trực tiếp xuyên qua, khiến Quan Ảnh Thuẫn hoàn toàn tan rã. Trong nháy mắt khi nó tan rã, ngón tay này liền đụng vào hư phong hoán vũ giới. Vừa mới chạm vào, lập tức giới này rung rẩy kịch liệt. Vô số chiến hồn bên trong lại càng kêu lên thi lương, khí tức màu trắng sữa bên ngoài thân thể họ lan ra, vần quanh giới này đối kháng với ngón tay. Nhưng lực lượng của ngón tay này cường đại tới khó tin, sau khi Quan Ảnh Thuẫn sụp đổ, trong nháy mắt ấn tới hư phong hoán vũ giới, khiến cho giới này rung rẩy, dường như lúc nào cũng có thể tan rã. Ngón tay nọ ấn xuống khiến cho hư phong hoán vũ giới lõm xuống một mảnh, không ngừng xâm nhập vào, khiến giới này ngày càng chấn động kịch liệt hơn. Khi tức màu trắng sữa bên trong điên cuồng đối kháng, muốn chống trả lại lực lượng của ngón tay, thân thể Vương Lâm cấp tốc lùi lại phía sau, trong tâm thần cảm nhận được hư phong hoán vũ giới không duy trì được bao lâu nữa. Trong lúc nguy cấp này, đôi mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, tay phải vung lên, trước người hiện lên một cái khe trữ vật. Ngay trong nháy mắt cái khe trữ vật xuất hiện, hư phong hoán vũ giới nhanh chóng co rút lại, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Do đó ngón tay không còn bị gì cản trở, ấn thẳng tới mi tâm của Vương Lâm. Nhưng trong nháy mắt này, cùng với một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, một mảnh xương ngón tay khổng lồ của cổ thần âm âm từ trong khe trữ vật lao ra, chắn trước người Vương Lâm. Ngón tay trắng như bạch ngọc kia ấn lên đúc xương ngón tay cổ thần, một tiếng nổ âm âm vang khắp không gian, khiến cho tinh không bốn phía rung rẩy. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể theo đốt xương lùi lại phía sau. Một luồng ánh sáng vô hình xuyên thấu qua đốt xương ngón tay cổ thần, xuyên qua ngực Vương Lâm, xuyên qua cả lưng hắn. Ngón tay trắng nõn như ngọc kia, trong nháy mắt khi đụng vào đốt xương ngón tay của cổ thần, liền chịu một lực chấn động ầm ầm, trở nên trong suốt, dường như sắp tiêu tan. Đầu đớn xé tâm can, nếu đổi lại là người khác thì nhất định trong đầu sẽ có ý niệm bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm thì không, đối với đầu đớn hắn dường như chẳng thèm để ý, thần sắc hắn dữ tợn, nhưng lúc ngón tay kia dừng lại, lập tức vứt tay phải, huyết quang ngưng tụ, hóa thành huyết kiếm trên tay của hắn, chém mạnh về phía ngón tay kia. Huyết kiếm lóe lên, trực tiếp chém lên ngón tay kia. Trong nháy mắt khi nó tới gần, cánh tay muốn giơ lên bắt lấy, nhưng mà khi đụng vào huyết kiếm, không ngờ huyết kiếm lại xuyên qua cánh tay, chém ngang qua. Mơ hồ có một tiếng kêu mềm mại truyền ra. Cánh tay kia phân làm hai, tiêu tán trong thiên địa, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Ngọc bội của bạch y nữ tử kia lại càng nứt nhiều hơn, cuối cùng tan vỡ thành từng mảnh. Sắc mặt bạch y nữ tử tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, vội vàng lui lại phía sau, thân hình ẩn đi mà bỏ chạy. Người muốn trốn cũng không được đâu. Trước ngực Vương Lâm huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy xuống. Lực lượng của ngón tay kia dù có quan ảnh thuẫn, hư phong hoán vũ giới và cả đốt xương ngón tay cổ thần cản lại, nhưng vẫn có một tia xuyên qua ngực Vương Lâm. Nếu là tu sĩ tầm thường thì chỉ một kích này không chết cũng bị trọng thương. Nhưng Vương Lâm thân là cổ thần, có sức hồi phục mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát vết thương đã khép miệng, không còn chút dấu vết nào. Trong nháy mắt khi bạch y nữ tử bỏ chạy, Vương Lâm thu hồi hết pháp bảo, thân thể bước từng bước đuổi theo. Theo gợn sóng mà bạch y nữ tử rời đi để lại, thân thể Vương Lâm dung nhập vào thiên địa, theo dấu vết đó đuổi theo. Cảnh tượng này cùng với cảnh tượng trước đây hoàn toàn trái ngược, từ người đuổi giết giờ lại trở thành kẻ bị truy sát. Bạch y nữ tử sợ hãi bỏ chạy, Vương Lâm dữ tợn theo sát phía sau truy kích. Nữ tử này tu vi quái dị mà, nhìn như hình chiếu phân thân nhưng mà lại có huyết nhục như thực thể vậy. Như vậy thì ả phải chết rồi, nếu không thừa dịp này ả đang bị trọng thương mà giết đi, ngày sau tức sẽ gặp phải phiền toái không ngừng. Trên người nữ tử này chắc chắn là có bí ẩn, thần thông vừa rồi thi triển rõ ràng là triệu hồi lực lượng của bổn tôn tới. Nếu thần thông của mình trong Lam Ti tộc không cường đại hơn thì chắc chắn phải chết rồi. Nữ tử này hiểu rõ thái cổ tinh thần hơn ta, nên phải nhanh hơn một chút. Nếu không để ả trốn tới một nơi ta không thể đuổi tới, coi như uổng công mỗi công sức trước đây rồi. Trong khi truy kích, Vương Lâm không ngừng dung nhập vào thiên địa, trong thái cổ tinh thần này điên cuồng truy sát. Hết tập 274 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachaydo nha.